Câu hỏi tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay sẽ là câu hỏi dành cho chuyên gia Bùi Quang Tề đến từ khán giả Mai Văn Huy, có số điện thoại 0352 3 số cuối 676 ở Hà Tĩnh. Khán giả có hỏi về ao rộng 4.000 m², trên ao nuôi vịt, dưới ao thì thả 2.000 cá rô phi được 2 tháng. Kiểm tra thấy dưới ao cá đẻ nhiều loại cá rô phi con thì có nuôi được không? Nếu không thì nên tiêu hủy bằng cách nào? Xin mời chuyên gia ạ. Xin chào khán giả, xin chào bà con. Đối với cái ao của anh là nuôi vịt hay nuôi cá đấy, rồi xác định rõ mục đích của anh đã. Nếu mà nuôi vịt thì chả cần phải dùng thuốc gì cả, vịt sẽ bắt sống hết cả các con, nó mò dò giỏi lắm đấy. Đấy là biện pháp sinh học thì anh nuôi vịt thôi, còn cá thì con nào mà to sống được chạy được thì sau là thụ được đấy. Nhưng mà nuôi cái này thì cá anh bán khó đấy, vì sao? Nó không an toàn vệ sinh thực phẩm, phân vịt nó đủ các loại trứng giun sán, nó sẽ cá nó dưới đấy. Thôi tôi cũng nói một là anh nuôi vịt, hai anh nuôi cá thì được, chứ không thể nuôi vịt nuôi cá nó lộ được nha. Dạ Thế vâng. còn cá nghe là đẻ ra các con thì vịt nó ăn sống nó bắt giỏi lắm, nhiều to vịt nhịn nên tự nó mỏi đấy. Thế bây giờ chúc khán giả là suy nghĩ nuôi vịt hay nuôi cá thế thôi. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Bùi Quang Tề ạ.